Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện đăng hoa tiếu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Chương 121, ánh nắng ấm áp lấp lánh trên ngàn cửa vạn nhà. Từ lần cuối cùng Bùi Vân Ảnh đến không báo trước, nhiều ngày liền Miêu Lương Phương luôn cảm thấy bất an. Đỗ Trường Khanh không chú ý đến sự lo lắng trong lòng của vị tiên sinh mới đến, bận rộn chuẩn bị rượu trái cây, dán thần táo, mua rượu tô tô, keo răng, bận rộn không ngừng nghỉ dịp cuối năm luôn rất bận. Trong thư quán nhã trai ở phố Tây, sách vở chất đầy bên trong, lạc đại miệng bày hàng ra ngoài, đủ loại tranh chu công, đào bùi, cửa tài, lửa gỗ, ngựa quay đầu, câu đối xuân chất đầy khắp nơi, trong ngõ hẻm luôn đông người đến lựa chọn. Đỗ Trường Khanh cũng đến lựa một vài cửa tài, khi tiểu tử nhà hồ viên ngoại mang tin vui đến, đỗ trường khanh đang dán câu đối xuân ở hai bên cửa lớn câu đối xuân là do ngô tú tài nhờ người mang đến nền đỏ chữ đen do ngô tú tài tự tay viết một bên là Hỷ diên minh nguyệt trường đăng hộ bên kia là tự hữu xuân phong vi tảo môn đỗ trường khanh dán xong bên trái đang đứng trên ghế dán bên phải a thành giữ chân ghế dưới ngân tranh đứng cách vài bước ngước đầu nhìn vội vàng ra hiệu thấp quá cao thêm chút nữa cao thêm chút nữa, đúng rồi. Tiểu tử nhảy qua đám đông ở cửa, chạy đến trước mặt lục đồng, cười hì hì đưa phong bì vào tay nàng, lớn tiếng nói, lục đại phu, lão gia nhờ tiểu nhân đến chúc Tết ngài, đây là việc mà ngài nhờ lão gia làm. Lão gia nhờ tiểu nhân mang lời rằng, lục đại phu cứ yên tâm chuẩn bị xuân thí, mọi việc ở y hành đều đã thu xếp ôn thỏa. Đỗ trường khanh chân trao đảo, suýt nữa ngã. A Thành đỡ hắn xuống. Miêu lương phương tay đầy thuốc, không kịp chống gậy, từ trong sâu cửa hàng, khập khiễng đi vòng đến sau lưng lục đồng, cúi đầu hỏi, lấy được danh ngạch xuân thí rồi à. Lục đồng cúi đầu, từ phong thư rút ra một tấm đồng mỏng, trên đồng viết nhân tâm y quán và tên của lục đồng. Quá tốt rồi, ngân tranh vui mừng quá đỗi, cô nương có thể tham gia xuân thí rồi. Thực ra những ngày này, Miêu Lương Phương dạy Lục Đồng chuẩn bị cho Xuân Thí, nhưng Lục Đồng càng chăm chỉ, mọi người trong y quán càng lo lắng. Xuân Thí của Thái Y Cục, danh ngạch y hành đề cử y công bình dân có thể qua được hay không còn chưa biết, huống chi chỉ cần phu nhân của Thái Phủ tự khẽ ra lệnh, Lục Đồng có thể không được vào cửa Xuân Thí. Nhưng trời cao bùi hộ, có lẽ đồng phu nhân coi thường chuyện cản trở một y nữ nhỏ bé như vậy, hoặc trong mắt họ, dù lục đồng tham gia xuân thí, cuối cùng cũng không thể qua được, chỉ là tự rước lấy khổ. Tóm lại, đồng phu nhân không can thiệp, lời đề cử của hồ viên ngoại thuận lợi thông qua. Lục đồng nhìn tấm đồng mỏng trong tay, ánh mắt cũng nở nụ cười nhẹ. Hôm nay thực là xong hỉ lâm môn, đỗ trường khanh đá A thành một cái, đi, lấy pháo ra, ăn mừng cho lục đại phu của chúng ta một tiếng. Đồng ra, đó không phải để đêm trừ tịch mới đốt sao. Kêu người đi thì đi. Đỗ Trường Khanh không kiên nhẫn, thiếu gia có nhiều tiền, còn thiếu hai sâu pháo sao? Dạ, A Thành xoa mông đi. Chọn cây lớn nhất, vàng nhất ra, đốt ngay cửa, tranh thủ nổ một cái, cả phố Tây đều nghe thấy. Dạ. Đùng đùng. Sáng sớm, tiếng pháo nổ vang lên không ngừng, những đứa trẻ cầm cây tre chạy nhảy, treo pháo trong tay dưới mái hiên. Đã là ngày 30 tháng chạp các cửa hàng trên phố đều đóng cửa, khách hành hương trở về, bận rộn cúng tổ tiên, treo bùi, đón giao thừa, trên phố không thấy bóng người, những mảnh pháo đỏ điểm lên tuyết trắng trên phố, tiếng pháo rộn ràng khiến buổi sáng đêm giao thừa càng thêm tĩnh lặng. Trong tiểu viện của tướng phủ, con chó đen thường ngày nhảy nhót trong tuyết hôm nay không thấy bóng bị đoạn tiểu yến dẫn về nhà rồi. Tiếng pháo nổ trên phố Tây theo khe cửa sổ thổi vào phòng, trong phủ, thanh niên ngồi trước cửa sổ, nửa thân mình lún vào ghế, trời đông âm u khiến ánh sáng trong đình vệ không còn sáng như thường ngày, sự cô đơn cũng nhuốm thêm vài phần bóng dâm. Hôm nay hắn không mặc công phục, chỉ mặc một bộ áo khoác tròn màu tử đàn, im lặng cúi đầu nhìn vào con nghe chấn giấy trước mặt, không biết đang nghĩ gì. Hôm nay là đêm giao thừa, ngoài cấm vệ phải trực trong cung, những người khác trong đình vệ đều đã về nhà. Phủ vệ thường ngày náo nhiệt, đến dịp lễ hội vui vẻ nhất ngược lại càng thêm tịch mịch hắn thực ra cũng nên về phủ dù ghét đến đâu mỗi năm đêm giao thừa hắn đều phải về bùi phủ hắn lẽ ra nên đến từ đường để thắp hương cho bài vị của mẫu thân nhưng hắn không muốn về chỉ ngồi trong phủ vệ trống rỗng này như muốn ngồi đến thiên trường địa cửu thanh phong vừa bước vào đã thấy cảnh này bóng dáng thanh niên anh tuấn lún vào màu tối không còn phong thái thường ngày giữa chân mày có vài phần mệt mỏi bước chân khẽ trần trừ bùi vân ảnh đã nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn đã về rồi giả dạ, đại nhân thanh phong bước vào nhanh chóng đi đến trước mặt bùi vân ảnh từ trong ngực lấy ra một phong thư mật đưa lên khẽ nói đại nhân tất cả những thông tin có thể tìm về nhà họ lục đều ở đây ừ vất vả cho ngươi rồi mấy ngày trước vì thái sư phủ có hành động kỳ lạ Bùi Vân Ảnh đã cử Thanh Phong đích thân đến huyện Thường Vũ để điều tra về nhà họ Lục. Huyện Thường Vũ cách kinh thành cả ngàn dặm, Thanh Phong nhanh chóng lên đường, giữa chừng chuyển sang đường thủy, cuối cùng cũng kịp trở về vào ngày đêm giao thừa. Bùi Vân Ảnh cúi đầu, mở phong thư mật, Thanh Phong thấy hắn rút ra cuộn mật thư, không nhịn được nói, nhà họ Lục ở huyện Thường Vũ một năm trước người sống trong nhà đều đã chết, ngôi nhà bị thiêu cháy gần hết, thuộc hạ vào trong tìm kiếm không phát hiện ra manh mối gì. Ánh mắt bùi vân ảnh khẽ đầu. Thanh Phong cúi đầu, nghĩ đến những tin tức mình đã tìm hiểu được, trong lòng thầm thở dài. Vì nhiệm vụ đến quá gấp, Thanh Phong đến huyện Thường Vũ không dám nghỉ ngơi, lập tức bắt tay vào điều tra. Huyện Thường Vũ rất nhỏ, tổng cộng không có mấy con phố, hàng xóm láng giềng đều quen mặt, điều tra không tốn sức. Hơn nữa chuyện xảy ra với nhà họ Lục ở huyện Thường Vũ lan truyền rất rộng, Thanh Phong ở huyện Thường Vũ chưa mấy ngày đã điều tra ra được 7-8 phần. Lão gia nhà họ Lục, Lục Khải Lâm là một thầy đồ bình thường ở huyện Thường Vũ, sống thanh bần, phu nhân họ Lý có một tiệm tạp hóa, ngày thường bán một số hàng nhỏ. Hai vợ chồng có hai gái một trai, con gái lớn Lục Nhu hai năm trước gả vào nhà họ khả bán gốm xứ ở Kinh Thành, một năm sau qua đời vì bệnh. Con trai thứ Lục Khiêm một năm trước bị bắt giam ở Kinh Thành vì tội xâm hại phụ nữ và trộm cắp tài sản, sau đó bị xử tử. Lục Khải Lâm biết tin con trai bị bắt, liền lên đường đến Kinh Thành, nhưng giữa đường gặp bão, thuyền chìm, xác không tìm thấy. Chỉ còn lại phu nhân Lý Thị trong thời gian ngắn mất con mất chồng, một đêm phát điên, trong đêm làm đổ đèn dầu, chết trong biển lửa. Người ở huyện Thường Vũ nhắc đến nhà họ Lục, nửa phần thở dài nửa phần sợ hãi chỉ nói nhà họ lục nhất định là đã phạm phải điều gì không sạch sẽ sao lại xui xẻo đến thế thanh phong biết rõ nhà họ lục đúng là phạm phải nhưng không phải là ma quỷ mà là đắc tội với người đây là một vụ án diệt môn bùi vân ảnh vẫn đang nhìn vào bức mật thư nhìn mãi lông mày chợt nhíu lại lưu côn thư này còn nhắc đến lưu côn thanh phong nói Lưu Côn là biểu huynh của Lục Khải Lâm. Lưu Côn là biểu huynh của Lục Khải Lâm. Trước đây sống cạnh nhà họ Lục ở huyện Thường Vũ, nhưng nhiều năm trước Lưu Côn đã dẫn gia đình lên kinh thành lập nghiệp. Tin tức này rất khó điều tra vì gia đình Lưu Côn đã rời huyện Thường Vũ quá lâu. 8 năm trước huyện Thường Vũ xảy ra dịch bệnh, chết vô số người. Sau đó những người trẻ thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nhà họ Lưu. Bùi Vân Ảnh chăm chú nhìn vào bức mật thư trong tay, ánh mắt khó hiểu, vậy nên, Lưu Côn tự tay đưa cháu vào mục. "Phải." Nghe nói sau khi Lục Khiêm phạm tội bị quan phủ truy bắt, chính Lưu Côn đã báo chỗ ẩn náu của Lục Khiêm. Trước đây không có gì, nhưng biết được mối quan hệ giữa nhà họ Lưu và nhà họ Lục, hành động của Lưu Côn thật đáng kinh ngạc. Bùi Vân Ảnh thản nhiên nói, "Thì ra, là vì chuyện này." Dưới chân núi Vọng Xuân, thi thể thảm khốc đó, kết cục bi thảm của anh em nhà họ Lưu, sự điên cuồng của Vương Xuân Chi. Thì ra mấu chốt ân oán ở đây. Đúng là, có vay có trả. Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng ở dòng cuối cùng của mật thư, ở đó ghi chép về con gái nhỏ của Lục Khải Lâm, Lục Mẫn. Thành Phong thấy vậy, nói, Lục Khải Lâm từng có một con gái nhỏ Lục Mẫn, sinh vào ngày đầu tiên của năm mới 17 năm trước. Nhưng trong trận dịch ở huyện Thường Vũ 8 năm trước bị lạc mất. Ta điều tra được là bị bắt cóc, có thể là đã chết. Nhà họ Lục nhiều năm qua vẫn tìm kiếm đứa trẻ nhưng vô vọng. Ở huyện Thường Vũ không có bất kỳ tin tức nào về những năm qua của Lục Mẫn. Thanh Phong có vẻ xấu hổ. Hắn biết Bùi Vân ảnh phái mình đến huyện Thường Vũ chính là để xác nhận thân phận của cô con gái nhỏ nhà họ Lục. Nhưng người ở huyện Thường Vũ nói, nhiều năm qua không có tin tức gì về lục mẫn lục mẫn quả thực đã biến mất bùi vân ảnh không nói gì chỉ nhìn vào mật thư lông mày kiếm khẽ nhíu thanh phong cẩn thận hỏi đại nhân có nghi ngờ lục đại phu chính là lục mẫn hắn không nói gì một lát sau gấp mật thư lại tiện tay ném vào lò than dưới chân mật thư lóe lên một tia lửa trong ánh sáng đỏ của lò than hóa thành vô số cho bụi nhỏ biến mất không dấu vết Hắn ngồi thẳng dậy, tay đẩy mở khe cửa sổ, gió lạnh từ ngoài thổi vào, phủ lên đôi mày mắt anh tuấn của hắn một lớp hàn ý. Một lát sau, Bùi Vân Ảnh trả lời, "Đúng, ta nghi ngờ nàng chính là Lục Mẫn." "Nhưng chỉ vì họ Lục, Thanh Phong có phần do dự, nhiều năm qua không có bất kỳ tin tức nào về Lục Tam tiểu thư. Có lẽ đối phương chỉ mượn danh Lục Tam tiểu thư để hành sự, hoặc có thể còn có người khác đứng sau." Chỉ dựa vào một mình Lục Tam tiểu thư, rất khó đạt đến mức này. Thành Phong không thể tưởng tượng nổi, một cô gái 17 tuổi, lang bạt nhiều năm, trở về nhà phát hiện thảm án liền một mình đến kinh thành, giết chết từng người có liên quan. Nếu không có người giúp đỡ, một mình tuyệt đối không thể làm được. Nhưng nếu có người đứng sau giúp nàng, ai sẽ làm vậy và nhằm mục đích gì? Chỉ dựa vào lòng thù hận, lấy thân phận bình dân để đối đầu với quyền quý thậm chí dám động đến Thái Sư Phu. Nếu thật sự như vậy, Thanh Phong thả tin rằng Lục Đồng và Lục Mẫn là hai người khác nhau, nếu không thì thật đáng sợ. Cũng có thể, Bùi Vân Ảnh thản nhiên nói, có thể có người giúp nàng. Hắn đứng dậy, cầm lấy con dao trên bàn, ta đi ra ngoài một chuyến. Đại nhân, Thanh Phong vội quay lại. Những ngày qua ngươi đã vất vả rồi, Bùi Vân Ảnh vỗ vai hắn, hôm nay đêm giao thừa, tự mình về nghỉ ngơi đi. Thanh Phong nhìn theo bóng lưng hắn, do dự một lát, rồi nuốt lời định nói. Mùa đông kinh thành luôn có tuyết rơi. Bên ngoài, phố phường trắng xóa, thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ từ đầu ngõ vọng lại. Khi đi qua, có thể thấy những mảnh pháo hoa màu rải trên đống tuyết, rực rỡ đỏ rực. Các quán rượu trên phố lần lượt đóng cửa, chỉ còn lại vài quán còn mở cửa. Dưới mái hiên treo dãy đèn lồng đỏ trước mỗi cửa nhà đều treo tranh thần tài, khắp nơi đều náo nhiệt vui tươi. Trên phố ít người qua lại, ngoài những đứa trẻ mặc áo mới đốt pháo và những người từ trong mõ hẻm đi mua rượu, hiếm khi thấy người đi qua. Phố phường Kinh Thành Phồn Hoa ngày thường chỉ sau một đêm giao thừa đã trở nên yên tĩnh lạ thường, nhưng đó thực ra là một sự ấm áp khác. Đi tới trước mặt là một đôi mẹ con, người mẹ mặc áo dài xanh lam, tay ôm bình rượu bạc, cô con gái bên cạnh khoảng 17, 18 tuổi, mặc áo lông trồn màu hồng bạc tươi tắn, trang sức lấp lánh, vô cùng xinh đẹp, vừa cúi đầu vừa cười nói với mẹ đi tới. Cô gái nói chuyện, ngẩng đầu lên, nhìn thấy thanh niên đi tới đối diện, thấy hắn phong thái xuất chúng, tuấn tú phi phàm, không khỏi đỏ mặt, níu lấy tay mẹ cúi đầu bước nhanh qua. Bùi vân ảnh hơi cúi mắt. Đêm giao thừa, ngày đầu năm mới dù là gia đình nghèo khó đến đâu cũng phải may cho con cái vài bộ áo mới tươi tắn để lấy hên cô gái vừa đi qua áo lông trồn màu hồng bạc trên phố tuyết trắng làm nổi bật khuôn mặt hồng hào như hoa đào rất động lòng người nhưng không hiểu sao trước mắt hắn lại hiện lên một khuôn mặt khác một khuôn mặt hơi tái vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng lục đồng luôn mặc áo cũ dù là áo mới màu sắc làm ra cũng thường là màu xanh đậm màu thu hoặc những màu tối, nàng thường mặc màu trắng, áo lụa trắng, thêu chỉ trắng. Nàng cũng không thích đeo châm vòng, cây châm hoa bằng bạc mua ở tiệm cầm đồ trên phố Thanh Hà, chưa bao giờ đeo. Nàng có nhiều hoa nhung, làm từ lụa đủ màu, màu chim sẻ xanh, màu hoa quế, còn có màu trắng. Khi nàng mặc áo lụa trắng như ngọc, cài hoa tuyết trên tóc, luôn làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp với vài phần lạnh lùng. Hắn từng nghe xích tiễn nói lục đồng mặc đồ quá đơn giản, đoạn tiểu yến lại nói, muốn xinh đẹp mặc một bộ tang phục, ngươi hiểu gì? Muốn xinh đẹp mặc một bộ tang phục, thì ra nàng thật sự đang mặc tang phục, thì ra nàng muốn mặc tang phục. Bùi vân ảnh dừng bước, tuyết rơi lất phất, trời đất một màu trắng bạc, những bông tuyết nhỏ dần phủ kín phố phường, dần che lấp những dấu chân lộn xộn vừa đi qua. Không còn dấu vết chỉ có dãy đèn lồng đỏ dưới mái hiên rực rỡ tươi vui chiếu sáng tuyết dưới chân không xa có một bình rượu bị vỡ có lẽ là người nhà đi mua rượu qua đây đường trơn ngã bình rượu vỡ thành nhiều mảnh có thể lờ mờ người thấy mùi rượu tô tô trong hương rượu nồng nàn thanh niên đứng lặng tuyết rơi đầy trời không tiếng động rơi trên áo choàng màu tử đàn rồi từ từ tan vào vai hắn một lát sau bùi vân ảnh ngẩng đầu lên hóa ra là chữ đồng này hắn bình thản nói không phải chữ đồng tông của trọng đồng cô phân cánh hà thị cũng không phải chữ đồng tông của tuấn cái trọng đồng kham thống hận là chữ đồng to của thiên môn vạn hộ đồng đồng nhật đồng đồng ánh sáng ấm áp khi mặt trời mọc chương 122, lục tam cô nương đêm tối như mực tây nhai vắng bóng người đèn lồng dưới tấm bảng hiệu của nhân tâm y quán tỏa sáng rực rỡ, chiếu lên cây mận khẳng khiêu trước cửa, tạo ra vài tia sáng đỏ. Trong sân nhỏ vang lên tiếng người rôm giả. Hôm nay là đêm giao thừa, từ khi ông chủ đỗ qua đời, nhà họ đỗ không còn thân thích qua lại, nghĩ rằng lục đồng và ngân tranh hai cô gái ở nơi đất khách quê người ăn Tết một mình thì quá cô đơn, vì vậy đỗ trường khanh tự nguyện chuyển bữa cơm tất niên đến y quán ăn lại nghĩ đến việc miêu lương phương hiện tại cũng cô đơn không người thân thích liền gọi a thành mời miêu lương phương đến trong hậu viện y quán đêm nay hiếm khi náo nhiệt ngân tranh từ phòng bếp mang ra đĩa cá vược hấp cuối cùng đi về phía bàn gỗ nơi mọi người đang ngồi quanh nhường một chút cẩn thận nóng sân nhỏ vốn dĩ không lớn muốn đặt chiếc bàn vào trong người đông thì không gian càng chật trội nhưng có lẽ vì chật trội mà cây lạnh đêm đông cũng tan biến Đỗ Trường Khanh nhìn chằm chằm vào đĩa cá mà Ngân Tranh mang ra. Không hề có một chút trang trí nào, hai con cá vượt cứ thế nằm trên đĩa, đuôi cá hơi cong lên, bốn con mắt to trừng trừng nhìn lên trời, trông chết không nhắm mắt, nhìn một cái là mất hết hứng ăn uống. Ngân Tranh cô nương, Đỗ Trường Khanh chỉ vào hai con cá chết, tay nghề nấu nướng như vậy, cô có thấy có lỗi với hai con cá chết không? Ngân Tranh đặt mạnh đĩa cá xuống bàn, cười lạnh lùng với hắn, khi ngài hành hạ hai con cá, sao ngài không nghĩ xem có lỗi không? Đỗ Trường Khanh cứng họng. Hai con cá vượt là quà năm mới do hồ viên ngoại tặng, lúc mang đến chúng còn sống nhảy nhót, nhìn là biết rất ngon. Nhưng khi giết cá lại gặp khó khăn, Đỗ Trường Khanh muốn thể hiện trước mặt hai cô gái trẻ, liền đầy lục đồng ra, tự nguyện nói, chuyện đẫm máu này cô gái không nên làm, để ta. Ai ngờ một canh giờ trôi qua, đỗ trường khanh vẫn đang đuổi bắt hai con cá trong bếp cá thì không bị làm sao còn hắn thì tự làm mình bị thương cuối cùng vẫn là lục đồng cầm dao lên một nhát giết cá mổ bụng làm cho món cá này lên bàn a thành cười tít mắt nói không sao chúng ta còn có thịt muối do tiểu ca tặng vịt hầm do tống cầm tặng giò heo do thợ may cắt tặng năm người trong nhân tâm y quán lục đồng và ngân tranh tuy biết nấu ăn nhưng chỉ dừng lại ở mức làm chín đồ ăn mà không chết người đỗ trường khanh từ nhỏ cơm có người dọn áo có người mặc từ nhỏ đến lớn chỉ biết mỗi món trứng chiên miêu lương phương càng không cần phải nói có tiền thì đi ăn mì không có tiền thì uống cháo căn nhà đổ nát chỉ có mỗi một cái nồi kỹ năng nấu ăn đương nhiên là tệ chỉ có a thành biết làm hai món nhưng nhiều người như vậy không thể mong đợi một đứa trẻ làm được cả mâm cơm tất nhiên Huống hồ đêm giao thừa, hầu như tất cả các tiểu lâu nhà hàng ở Kinh Thành đều không mở cửa, Đỗ Trường Khanh liền mặt dày, giống như đi xin cơm, gõ cửa từng nhà hàng xóm, xem có thể dùng tiền đổi lấy vài món ăn. May mà trong một năm qua, nhân tâm y quán ở Tây Nhai dần dần nổi tiếng, Ngân Tranh cũng xây dựng mối quan hệ tốt với hàng xóm, phần lớn họ đều sẵn lòng không lấy tiền mà tặng. Thợ may cát tặng giò heo, tống thẩm tặng vịt hầm, quả phụ tôn tặng nửa nồi chân giò tôm viên, đái tam lang tặng đùi lợn muối để cảm ơn nhân tâm y quán đã giúp anh ta đẹp trai hơn Phan An. Như vậy chấp vá lại, A Thành và Ngân Tranh lại xào vài món rau, hấp một con cá, bày ra rượu tô tô đã mua trước một tháng, cuối cùng cũng có được một bàn cơm tất niên giống như thật. Các món ăn nóng hổi, Đỗ Trường Khanh đứng dậy, lần lượt rót đầy rượu tô tô vào bát của mọi người. Rượu mới rót ra đã ngửi thấy mùi hương nồng nàn. Đỗ Trường Khanh cầm bát rượu, nhìn cây mai nở rộ trong sân, cảm thán, cây này vài năm trước đã sắp chết khô rồi, Lục đại phu đúng là thần y, còn có thể làm cho cây khô hồi sinh, nở hoa thêm lần nữa, thật là tuyệt vời. Mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, cây mai trong sân vốn khô cằn, giờ đây đầy những bông hoa đỏ thắm, phản chiếu lên cửa gỗ, cành hoa lay động trông thật nhộn nhịp. Miêu Lương Phương nói, bảo kiếm sắc bén nhờ mài rũa, hoa mai thơm ngát nhờ gian nan. Đỗ trưởng quầy cũng coi như là khổ tận cam lai. Mọi người im lặng một lát. Khi lục đồng mới đến nhân tâm y quán, y quán nghèo nàn cũ kỹ, bảng hiệu treo siêu vẹo, trông như sắp đóng cửa vào ngày mai. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, từ chỗ không đủ chi tiêu đến có chút tiếng tăm, hàng xóm Tây Nhai có đau đầu nhức mỏi đều đến nhân tâm y quán quả thật có thể coi là khổ tận Cam Lai. Đỗ Trường khanh dơ bát rượu về phía Lục Đồng. Trịnh Trọng nói: Lục Đại Phu, trường quầy kính cô một bát, cảm ơn cô đã cứu vãn di nguyện của cha tôi. Nếu không có cô xoay chuyển tình thế, y quán này sớm muộn cũng thất bại trong tay tôi. Cha tôi dưới suối vàng cũng không yên lòng. Cảm ơn cô. Hắn chạm bát rượu của mình vào bát của Lục Đồng, rồi uống cạn một hơi. A à, Thành thấy vậy cũng đứng dậy hai tay cầm bát nhỏ trước mặt cậu vẫn là đứa trẻ không thể uống rượu ngân tranh đặc biệt mua cho cậu nước hoa quả cậu bé cầm bát nước hoa quả cười tít mắt nhìn lục đồng lục đại phu a thành cũng kính cô một bát từ khi cô và ngân tranh cô nương đến trường quầy ngày càng vui vẻ từ khi lão gia qua đời tôi đã lâu không thấy thiếu gia vui vẻ như vậy đỗ trường khanh đá cậu một cái ngày nào thiếu gia chẳng vui vẻ A à, Thành xoa xoa mông, giờ càng vui hơn mà. Lục đồng cầm bát rượu trước mặt, mới uống một ngụm, Ngân Tranh đã đưa bát rượu đến trước mặt cô. Cô nương, Ngân Tranh ghé vào tai cô thì thầm, nô tỳ cũng cảm ơn cô, cảm ơn cô đã cứu mạng, cảm ơn cô đã cho nô tỳ đi theo, có nơi trú ngủ. Cô cảm kích lục đồng, nếu không có lục đồng, cô đã trở thành một nắm đất vàng nơi mộ hoang ở Tô Nam. Cô không ngờ rằng mình lại có cuộc sống ổn định như bây giờ, giữ một y quán nhỏ, nghe hàng xóm nói chuyện phiếm hàng ngày, cứ thế mà qua ngày. Hai người thì thầm gì thế? Đỗ trưởng khanh cau mày, có gì mà trưởng quầy không nghe được sao? Ngân tranh khinh bỉ, là chuyện riêng của phụ nữ, trưởng quầy là đàn ông nghe làm gì? Đỗ trưởng khanh hừ một tiếng, ai thèm, lại thấy miêu lương phương ngồi yên không động đẩy, liền nói, sao ông không đi mời rượu? Tôi mời gì, Miêu Lương Phương khoác tay áo, vẻ mặt đầy tự mãn, giờ tôi dạy tiểu lục, cũng coi như nửa thầy của tiểu lục. Chỉ có học trò mời thầy rượu, làm gì có thầy đi mời học trò. Hôm nay ông mặc áo mới, đó là chiếc áo choàng cổ tròn màu nguyên sắc do Đỗ Trường Khanh bỏ tiền làm ở tiệm thợ may bên cạnh. Cũng cắt tỉa dâu tóc, búi tóc tròn gọn gàng, không nói đến gì khác, với khuôn mặt đầy nếp nhăn này, dáng vẻ nửa già nửa trẻ này còn đáng tin hơn so với cô gái xinh đẹp như lục đồng bớt giả vờ đi đỗ trường khanh cười nhạt lục đại phu của chúng ta y thuật không thua kém gì y quan của hàn lâm y quan viện làm thành dược chấn động kinh thành vừa nhìn là biết sư thừa cao nhân người ta có sư phụ chính thống cần gì ông là y quan lỗi thời đến dây miêu lương phương nghẹn lời nhìn đỗ trường khanh giận dữ mặc dù tức giận nhưng lời này không thể phản bác. Cùng Lục Đồng chung sống những ngày này, Miêu Lương Phương nhìn ra được, Lục Đồng thực sự có tài. Những tài năng trần bệnh, những đơn thuốc cô tùy tiện viết ra, kỹ thuật châm cứu tinh tế, mọi thứ mang đến thái y cục đều có thể khiến đám người già đó kinh ngạc mặc dù phương pháp có chút hoang dã. Cô chắc chắn có một sư phụ có công lực thâm hậu, y thuật vượt xa đám y quan trong cung hiện nay ngoài việc nói rằng vị sư phụ này đã qua đời lục đồng từ đầu đến cuối không hề tiết lộ một chút thông tin nào về vị sư phụ này có lẽ để bảo vệ sư phụ cao nhân luôn có chút khí phách miêu lương phương cảm thán tiểu lục sư phụ của cô thực sự rất tốt dạy cô giỏi như vậy những đơn thuốc những lý thuyết y học lục đồng tuổi còn trẻ nhưng y đạo vượt xa nhiều lão y sĩ chỉ có thể chứng minh rằng sư phụ của cô đã truyền dạy tất cả tự hỏi lòng, Miêu Lương Phương tự nhận mình cũng không thể không giấu giếm chút gì, có thể thấy được đối phương có phẩm chất cao thượng, yêu thương đồ đệ hết mực. Lục Đồng không nói gì, một lát sau, cô cúi đầu, uống một ngụm rượu tô tô trong bát, nói, phải. Bà ấy rất tốt với tôi, giọng nói rất nhẹ, như một cơn gió lạnh thoảng qua, lại bị tiếng nói to của Đỗ Trường Khanh làm tan biến. Chúng ta hãy cạn chén vì vị sư phụ tốt này, Cảm ơn bà ấy đã tận tâm dạy dỗ lục đại phu của chúng ta. Cảm ơn sư phụ tốt, A Thành vỗ tay hưởng ứng. Cảm ơn sư phụ tốt, tiếng vỗ tay hò reo làm át cả tiếng pháo của người dân Tây Nhai trong sân. A Thành nhảy khỏi ghế, cúi xuống kéo ra một cái mâm đồng lớn từ dưới bàn. Trong mâm có vài quả quýt đỏ và hồng, bên cạnh là vài cành bách. Cậu bẻ cành bách, rồi bẻ đôi quả hồng và quýt, hô to, bách sự cát. Lục đồng ngẩn người. Cái mâm đồng trước mặt phản chiếu ánh sáng mờ ảo của đèn trong sân nhỏ. Người phụ nữ ngồi trước bàn nhìn chằm chằm vào cái mâm đầy quả hồng và quýt dưới chân, mắt hiện lên chút mơ màng. Nhiều năm trước, khi cô còn là một cô bé, mỗi đêm giao thừa, mẹ cô cũng sẽ bày một cái mâm như vậy để các con lần lượt bẻ cành bách. Bách thị quất, ngụ ý bách sự cát. Lúc đó cô còn nhỏ, luôn tranh giành bẻ hồng đầu tiên, nhưng vì sức yếu, thường bẻ không tốt, làm nước hồng dây ra tay, làm bẩn váy mới. Cô bĩu môi muốn khóc, bị mẹ nghiêm khắc ngăn lại, hôm nay là đêm giao thừa, khóc sẽ xui xẻo. Lục Nhu liền nghiêng người qua, lén gắp miếng sủi cảo có tiền trong bát của mình vào bát cô. Lục Đồng chưa kịp nở nụ cười, thì miếng sủi cảo đã bị Lục Khiêm nhanh tay gắp đi, thiếu niên nhăn mặt trêu chọc cô, cảm ơn nhé hu hu một tiếng, giữ nước mắt cả ngày, cuối cùng vẫn rơi xuống. Ký ức của lục đồng về đêm giao thừa luôn rất náo nhiệt, cho đến khi rời khỏi huyện Thường Vũ. Cô ở Lạc Mai Phong 7 năm, trong 7 năm đó, mỗi đêm giao thừa đều một mình đón Tết. Những năm đầu mới đến Lạc Mai Phong, trong lòng lục đồng luôn hy vọng năm nay không phải một mình. Đôi khi, cô thả rằng ngân nương ở lại núi để thử thuốc, cũng không muốn đêm giao thừa một mình cô đơn trên núi nỗi đau khi từ thuốc còn hơn là cô đơn đón giao thừa một mình. Trong những lúc náo nhiệt, sự cô đơn của con người luôn bị phóng đại vô hạn. Nhưng cuối cùng cô chỉ có thể nhặt nhạnh những cành khô và vài quả dại chưa chín, đặt vào mâm sắt, một mình bẻ cành, nhỏ giọng nói với mình. Bách sự cát, bách sự cát tiếng cười trong sân ồn ào. Mắt lục đồng lóe lên cảm xúc không thể gọi tên. Nhiều năm rồi, lần đầu tiên không phải cô tự nói bách sự cát với mình ngân tranh cầm bát rượu lại gần cô ấy thực sự rất vui uống không ít má ửng hồng đôi mắt sáng ngời nhìn lục đồng cô nương cô hỏi có ổn không lục đồng lắc đầu ngân tranh thở phào nhẹ nhõm vậy thì tốt tôi còn lo cô thích yên tĩnh nhiều người ồn ào thế này cô sẽ không vui lục đồng hạ mi giọng rất nhẹ không có Cô đã ở Lạc Mai Phong quá nhiều năm, tự nói câu chúc mừng năm mới với mình quá nhiều lần, đến nỗi cô gần như quên mất. Thực ra, cô rất thích sự náo nhiệt. Cô thực ra rất sợ cô đơn. Đỗ Trường Khanh vẫn còn hét, hãy cùng chúc cho Lục đại phu thi cử một lần thành công, nổi bật giữa đám đông. Miêu Lương Phương dội gáo nước lạnh, nhiều thái y tử như vậy, còn nổi bật cái gì? Nói khoác không biết ngưỡng. Sao lại không thể người ta nói thất tình trường thi đắc ý lục đại phu của chúng ta tình duyên chắc trở vị hôn phu và công tử đồng nhà họ đều không đáng tin biết đâu thi cử lại đắc ý thì sao gì cơ lục đại phu còn có vị hôn phu khi nào vậy Chật, chuyện đó không quan trọng đàn ông không thể so với tiền đồ cái này thì đúng a à, thành nhìn lên bầu trời sân nhỏ thì thầm đêm nay lúc giao thừa đức xuân đài sẽ bắn pháo hoa Chúng ta ở trong sân có thể nhìn thấy. Được thôi, Đỗ Trường Khanh mắt mờ mịt, chỉ lên trời cười đùa, quý nhân tiêu tiền, bình dân hưởng thụ, có lợi không lấy là ngu, đêm nay thức đêm phải thức đến giao thừa. Bữa cơm tất niên này không ăn được đến giao thừa. Đỗ Trường Khanh say rồi. Công tử đặt ra dáng vẻ nhìn chén không say, một bình rượu Tô Tô chưa uống hết, người đã lăn xuống gầm bàn. Chỉ như vậy cũng thôi. Tử lượng hắn không tốt, say rồi thì náo loạn khắp sân, nôn mửa khắp nơi. Miêu Lương Phương không thể chịu nổi, nói với Lục Đồng, một chàng trai trẻ như hắn say rượu ở sân nhà cô, trông ra làm sao, bị người khác biết sẽ bàn tán không hay. Nói xong, gọi A Thành, cùng nhau dìu Đỗ Trường Khanh say khướt về nhà. Sau khi ba người rời đi, sân nhỏ lập tức trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Ngân Tranh lảo đảo đứng dậy, tôi đi dọn dẹp phòng bị Lục Đồng ngăn lại. Ngân Tranh hôm nay cũng uống không ít, có lẽ là trong lòng vui. Từ khi đi theo Lục Đồng, cô luôn lo sợ, nhưng đêm giao thừa có thể làm cho người ta quên đi tất cả, chìm trong niềm vui tạm thời này. Lục Đồng dìu Ngân Tranh vào phòng, giúp cô cởi giày tất, lại lau mặt cho cô, cuối cùng đắp chăn kín rồi mới ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Đêm lạnh lẽo, xa xa thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ. Sân nhỏ bừa bộn sau bữa tiệc, phản chiếu sự tan rã của bữa tiệc. Không có bữa tiệc nào không tàn, giao thừa năm sau, cô có lẽ sẽ không đón Tết cùng họ nữa. Lục Đồng ngồi xuống, nhặt lấy những bình rượu và cốc chén đổ trên mặt đất, cùng với những món ăn thừa đổ vào thùng rác, lau sạch bàn gỗ rồi truyền về vị trí cũ. Cô lại quay lại bếp, dọn dẹp bếp lò, rửa chén đĩa hôm nay. Cô rửa rất chậm, dường như làm vậy sẽ khiến tết này trôi qua chậm hơn một chút cuối cùng cô lại lấy nước sạch dưới ánh đèn rồi rửa phiến đá xanh trong sân một lượt phiến đá xanh được rửa sạch sáng bóng phản chiếu ánh trăng trên trời như một dòng nước chay ánh trăng dịu dàng chiếu xuống cô sân nhỏ trở lại sự sạch sẽ ban đầu mọi dấu vết của bữa tiệc bị xóa sạch những tiếng cười nói những lời chúc rượu thẳng thắn đến mức thô tục cùng với bóng dáng của những người đó biến mất chỉ còn cành hoa mai lay động lục đồng ôm cái mâm đồng lớn đặt nó trên bàn đá dưới mái hiên trong mâm cành bách bị bẻ gãy chen chúc với những quả quýt và hồng đã bẻ đôi trông thật rộn ràng cô không đổ những thứ trong mâm đồng này vào thùng rác có lẽ vì tiếc có lẽ vì không nữa đêm đông lạnh lẽo ánh trăng cũng lạnh cô dừng lại trước bàn đá giơ tay lấy ra một quả quýt đã bẻ đôi từ mâm đồng bóc vỏ ăn một muối quýt muối quýt rất lạnh như tuyết ngọt trượt vào họng vì chín quá ngọt đến đắng cô đứng trong sân nhỏ lặng lẽ ăn hết một quả quýt đêm khuya dần gió lên gió thổi qua mặt má bị lạnh đến đau lục đồng ăn xong quả quýt nhìn cái mâm rộn ràng đó nhẹ nhàng nói bách sự cát bách sự cát Cô nghĩ đến đỗ trường khanh đứng trên bàn thề sẽ học cách giết cá. Miêu Lương Phương dùng gậy chọc vào mặt hắn dưới bàn. A Thành năn nỉ Ngân tranh làm cho cậu một cái dây đeo hình con thỏ. Ngân tranh bận rộn chỉ cách làm hình thỏ. Sân nhỏ yên tĩnh, lục đồng cười khẽ. Cô không biết tương lai có suôn sẻ hay không. Điều đó nghe có vẻ quá xa xỉ. Nhưng đêm nay, ít nhất là đêm nay, cô đã tìm thấy sự an ủi tạm thời từ câu chúc đó còn có sự ấm áp. Lục đồng trở lại trước phòng ngủ, trên cửa phòng vẫn treo dài tua đỏ do A Thành làm, có thể xua đuổi tà ma mang lại may mắn. Cô đẩy cửa bước vào. Lúc đi chưa tuổi tắt đèn, ngọn đèn dầu trên bàn vẫn sáng, lục đồng đóng cửa, bước vào trong vài bước, nụ cười trên môi chưa kịp tắt, đột nhiên dựng tóc gáy, nhìn chằm chằm vào phía trước cửa sổ. Dưới ánh đèn mờ ảo, không biết từ lúc nào có một người đứng đó người đó dựa vào góc bàn cúi đầu nhìn vào tờ giấy mỏng trong tay nghe thấy động tĩnh anh ta ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt quen thuộc bùi vân ảnh sắc mặt lục đồng lạnh băng bùi vân ảnh nhìn thẳng vào mắt lục đồng đôi mắt tinh tế của chàng trai trong ánh đèn mờ ảo trở nên dịu dàng lạ thường đôi tay cầm dao xinh đẹp dài và trắng cầm tờ giấy mỏng rõ ràng đang cười nhưng ánh mắt lại lạnh như tuyết đây là danh sách báo thù của cô sao?" Anh ta búng búng tờ giấy trong tay, vô tình nói, "Sao trên đó còn có tên tôi?" Đồng tử của Lục Đồng co rút. Trên tờ giấy mỏng đó, chi chít những cái tên, có cái bị gạch đi, có cái như vừa mới thêm vào, dưới ánh đèn như những con sâu đen ngòm, như lời nguyền khắc vào da thịt người, toát ra sự lạnh lẽo và kinh hãi. Lục Đồng căng thẳng toàn thân, lạnh lùng nhìn người trước mặt, chàng trai cười khẽ, nhìn chăm chăm lục đồng, bước từng bước về phía cô trong bóng tối. Chúng ta nói chuyện đi. Lục tam cô nương, lục mẫn, anh ta thản nhiên nói, lục đồng không ngờ rằng cô cũng nằm trong danh sách của tôi. mươi 123, năm mới. Đèn lửa mờ ảo, cửa sổ gỗ hơi khép hờ, có thể nghe thấy tiếng gió đêm bên ngoài. Người trẻ tuổi dưới ánh đèn lờ mờ, từng bước từng bước tiến về phía cô. Lục đồng tim đập rất nhanh. Cô đã sớm đoán rằng thân phận của mình sớm muộn gì cũng bị lộ. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Sợ bị thái sư Phụ phát hiện manh mối, sợ bị lộ thân phận trên đường báo thù. Cô luôn ẩn mình trong toàn bộ sự việc. Cô đến phủ kha thừa hưng để lấy của hồi môn, khám bệnh cho mẹ của ngô tú tài, châm cứu cho phu nhân của thẩm phán. Cô thậm chí chưa bao giờ đối mặt trực tiếp với người của thái sư phu chỉ có một lần gặp tề ngọc đài đêm đó đối phương thậm chí không nhìn rõ mặt cô trong tất cả các sự kiện cô không để lộ chốt dấu vết nào của mình như một nhân vật không quan trọng trong vở kịch như một con kiến nhỏ bé trước cửa nhà hát lớn không chịu nổi sự chú ý của bất cứ ai vậy mà lại bị bùi vân ảnh chú ý đến thậm chí anh còn quen biết cô từ rất sớm khi cô chưa ra tay với kha thừa hưng khi cô chưa bắt đầu kế hoạch báo thù đầu tiên khoảnh khắc anh giúp đỡ dưới lầu bảo hương, đã định trước là mối nghiệt duyên của hai người. Anh ngay từ đầu đã va vào trong cuộc này. Bùi vân ảnh đứng trước mặt cô. Lục đồng hoàn toàn nằm trong bóng hình của anh, chàng trai thậm chí mỉm cười, búng nhẹ tờ giấy danh sách, hỏi tại sao lại viết tên tôi? Tại sao lại viết tên anh? Ánh mắt của lục đồng dừng trên tờ danh sách đó. Danh sách có rất nhiều tên, Kha Gia, Lưu Gia, Phạm Gia đã bị gạch bỏ. Cũng có nhiều cây mới thêm vào, Thái Sư Phủ, Tề Ngọc Đài, Hàn Lâm Y Quan Viện. Chưa bị gạch bỏ, những thói quen, sinh hoạt của những người có liên quan, chuyện vụn vặt, hữu ích vô ích đều được ghi chép tỉ mỉ, và trong danh sách dày đặc này, ba chữ bùi vân ảnh hiện lên rõ ràng. Chỉ là tò mò, cô nghe thấy giọng mình. Tò mò gì? Tò mò nếu gặp phải hoàn cảnh này hôm nay, bùi đại nhân sẽ đứng về phía nào? Bùi Vân Ảnh hơi sững sờ. Lục Đồng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh. Khi Bùi Vân Ảnh nghi ngờ cô tại vạn ân tử, sau đó nhiều lần thử thách, trước khi cô hãm hại anh tại vọng xuân sơn, Lục Đồng từng nghĩ rằng tốt nhất là giết chết anh. Chỉ là đối phương là chỉ huy của điện tiền tư, chưa kể đến việc liệu có tiếp cận thành công hay không, chỉ cần nói đến việc sau khi ra tay sẽ phải đối phó với quan sai như thế nào cũng rất phiền phức. Sau đó, cô đã cứu mẹ con Bùi Vân Thư, mối quan hệ giữa hai người có chút hòa hoãn, thậm chí trong mắt người ngoài ví dụ như Đỗ Trường Khanh, cô và Bùi Vân Ảnh có quan hệ tốt, có thể gọi là bạn bè. Nhưng Lục Đồng chưa bao giờ thực sự tin tưởng anh. Quyền Quý, cô có sự chán ghét và ác cảm tự nhiên đối với Quyền Quý, dù là định kiến hay cố chấp, sâu thẳm trong lòng lục đồng tuyệt đối không tin rằng một vị thế tử cao cao tại thượng của phủ chiêu ninh công có thể hiểu được quyết tâm báo thù của cô vì vậy cô đã viết tên người này ra người mà không biết là bạn hay thù dù họ có thể uống rượu dưới trăng nhưng chỉ cần anh ngăn cản anh chính là kẻ thù tiếp theo của cô tờ giấy này vốn dĩ hôm nay sẽ bị đốt cháy nhưng đỗ trường khanh và những người khác đến quá đột ngột cô không kịp chỉ có thể vội vàng kẹp vào giữa những tờ thơ trên bàn, không ngờ lại bị anh phát hiện. Anh luôn rất nhạy bén. Tìm đèn đã cháy quá lâu, mọn đèn lắc lư, dưới ánh sáng mờ ảo, Bùi Vân Ảnh như cười như không nhìn cô, cô sẽ không định giết tôi chứ? Đôi mắt anh rất đẹp, khi nhìn xuống, trong mắt đen như ngọc hiện rõ bóng hình của cô. Lục Đồng mỉm cười, bước qua bên cạnh Bùi Vân Ảnh, đi đến cửa sổ, dùng kéo cắt ngắn tim đèn trên bàn ngọn đèn liền ổn định lại cô lại cầm đèn lên châm ngọn hương đang cháy dở trong lư hương trong phòng sau đó quay lại nhìn đối phương cô nói điều đó phụ thuộc vào việc đại nhân muốn đứng về phía nào anh hơi nhớn mày nếu tôi đứng về phía khác thì sao căn phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh ánh sáng ấm áp của ngọn đèn lan tỏa dần dần cô gái đứng trong bóng đèn không nói gì bờ vai mảnh mai như làm từ băng tuyết muốn tan biến dưới trời đông. Một lúc sau, cô mới lên tiếng, đúng như dự đoán. Lục Đồng lạnh lùng cười trong lòng. Không nên kỳ vọng, không nên đặt bất kỳ hy vọng nào vào bất kỳ quyền quý, cái gọi là thượng lưu nào. Anh là chỉ huy của điện tiền tư, là thế tử của triều Ninh Công, người nhà Thái sư phủ Phạm Chính Liêm vô cùng nịnh nọt, kha ra coi như thần thánh. Anh cùng với Tề Thanh Đồng triều làm quan đêm đó tại lầu ngộ tiên tề ngọc đài xông vào nói chuyện với bùi vân ảnh lời lẽ đầy ý kéo không chừng họ đã sớm cùng một ruột tương lai anh còn sẽ làm rể thái sư phủ họ là một nhà cô gái thở dài nhưng mặt lại nở một nụ cười nhạt chậm rãi bước đến trước mặt bùi vân ảnh nhẹ giọng nói giờ đại nhân đã biết bí mật của tôi cô ngẩng đầu lên giọng điệu nhẹ nhàng và mập mờ anh định đưa tôi ra gặp quan không như lưu côn đưa anh trai tôi như vậy. Bùi Vân Ảnh dừng lại. Cô gái đứng dưới ánh đèn, thân hình mảnh mai, mềm mại như liễu, yếu ớt lạnh lùng như dòng suối tan chảy sau mùa đông, đôi mắt đẹp đẽ nhìn anh với vẻ cầu xin, mày ngài nhíu nhẹ, khiến người ta xót xa. Cảnh xuân buồn bã của mỹ nhân lại khiến Bùi Vân Ảnh có một cảm giác kỳ lạ lướt qua trong lòng. Như có cái gì đó nhanh chóng vụt qua trong khoảnh khắc suy nghĩ. Bùi Vân ảnh bất ngờ ra tay, phanh. Con dao sáng loáng cắt một đường bạc trong không khí. Tay cầm dao của cô gái bị Bùi Vân ảnh giữ chặt, mạnh mẽ đẩy ra. Chết tiệt! Bùi Vân ảnh thu tay về, lạnh lùng nhìn lục đồng. Cô bị đẩy lùi vài bước, suýt đụng vào cái bàn phía sau. Bàn tay mảnh khảnh, trắng trẻo, trông như chỉ dùng để đàn và thiêu, không biết từ lúc nào đã rút ra con dao găm khi cô dịu dàng nói với anh sát khí đã hiện rõ không có sự cầu xin không có sự cam chịu ánh mắt nhìn anh lạnh lùng và tàn nhẫn mang theo một chút điên cuồng muốn hủy diệt tất cả đó không phải là dòng suối nhỏ yên bình đó là xoáy nước đủ để xé nát người ta xoáy nước điên cuồng và đáng sợ phản ứng của đại nhân thật nhanh cô chế diêu bùi vân ảnh định nói gì vừa mở miệng đột nhiên cảm thấy cơ thể có một khoảnh khắc bị đông cứng lòng thắt lại ngay lập tức lư hương trên bàn bị một luồng gió mạnh quét qua rơi xuống đất Mọn hương đang cháy giờ bị gãy thành vài đoạn tỏa ra mùi hoa bách hợp nhàn nhạt, nhạt rất thanh nhưng khiến người ta có một khoảnh khắc choáng váng đê tiện anh lạnh mặt từ đầu cô đã không định nói chuyện đàng hoàng từ lúc lục đồng châm ngọn hương đó cô đã định giết anh bước chân có chốt không vững cô gái đã cầm chặt dao găm lao tới trong mắt cô không có chút biểu cảm lạnh lùng như nhìn vào một xác chết bùi vân ảnh trầm mặt xuống thanh đao bạc rốt ra khỏi vỏ cảm giác tê cứng bị phá vỡ bởi nội lực thanh đao dài mang theo luồng gió mạnh lao thẳng về phía cô trước đây đã nhắc nhở đại nhân rồi đối diện với thanh đao dài cô vẫn không chút sợ hãi thậm chí giọng điệu còn mang vẻ châm chọc trong y quán có đầy chất độc nếu vô tình xông vào chết cũng không thể trách ai. Anh không tức giận mà cười, cô nghĩ tôi cũng giống như bọn vô dụng kia. Đao bạc nhẹ nhàng vung lên, con dao găm trong tay lục đồng bị cắt đứt thành hai đoạn. Cô cảm thấy lòng trùng xuống. Quá ngắn, thời gian đốt hương quá ngắn. Người này nhạy bén, cảnh giác quá nhanh, ngọn hương chưa kịp phát huy tác dụng tối đa, nếu không sau nửa nén hương nữa, cho dù võ công của Bùi Vân Ảnh có cao cường đến đâu, cũng chỉ có thể nằm đây mặc người ta chém giết. Nếu là người khác, giờ này đã ngã xuống rồi. Đại nhân đương nhiên không giống như những kẻ vô dụng đó. Yên tâm, anh chết rồi, tôi sẽ chôn anh dưới cây mai đó. Thân thể đại nhân so với miếng thịt heo chết năm đó đẹp đẽ hơn nhiều, làm phân bón nhất định sẽ làm cây mai nở rực rỡ hơn. Bị đẩy và va đập, dao găm bị lưỡi đao bạc cắt đứt gió làm đứt tay cô, máu chảy ra dòng dòng, nhưng lục đồng hoàn toàn không để ý, chỉ cầm nửa đoạn dao găm lao tới, ánh mắt sáng rực đáng sợ. Cô hoàn toàn không trốn tránh, như một ngọn lửa điên cuồng, cháy rực một cách điên cuồng. Cản đường thì phải chết cô nói. Lưỡi dao găm sắc nhọn, ánh sáng bạc lao thẳng vào trái tim mong manh, ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, anh đột nhiên dừng tay đột ngột quay mũi dao, đối diện với người lao tới, giữ chặt cánh tay cô, đẩy mạnh ra. Lục đồng bị đẩy ngã lưng vào bàn thờ, bức tượng quan âm mặc áo trắng từ trên bàn thờ bị một cú đẩy mạnh đổ xuống, lắc lư một cái, rồi rơi xuống đất. Dầm, không cô gái đột nhiên hoảng hốt. Trong đêm lạnh lẽo vang lên tiếng vỡ trong trẻo của đồ gốm, từ căn phòng bên cạnh, có tiếng thì thầm trong mơ của ngân tranh vọng lại rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Một mớ hỗn độn, bàn thờ lộn xộn, có lẽ là sáng sớm mới thắp hương, những quả quýt trên bàn dán chữ đỏ, lăn lóc dưới chân bùi vân ảnh. Ánh mắt chàng trai chợt lóe. Trong bàn thờ nhỏ luôn thờ bức tượng quan âm áo trắng, lúc này đã vỡ thành nhiều mảnh trên mặt đất, trong đó có mấy chiếc bình xứ nhỏ cỡ lòng bàn tay, tổng cộng bốn chiếc, cũng bị vỡ, từ trong đó đổ ra đất, có một chiếc chứa nước, chảy khắp nơi. Đây là, anh chăm chú nhìn Lục Đồng đang cầm những mảnh đất trong những chiếc bình sứ đó. Cô cầm đất với vẻ hoảng hốt và lo lắng, như sợ rằng nếu chậm một chút sẽ không kịp. Cô thậm chí còn cố gắng hốt lại nước đã đổ ra, nước chảy qua kẽ tay cô, rơi xuống đất, không phân biệt được bình nào là bình nào. Máu từ vết thương trên ngón tay chảy ra, Lục Đồng không cảm thấy gì, cũng quên mất sự hiện diện của Bùi Vân Ảnh bên cạnh như thể trên thế gian này, chỉ có việc trước mắt là quan trọng nhất. Bùi Vân Ảnh lần đầu tiên thấy cô hoảng loạn. Ngay cả khi bị anh ép hỏi tại vạn ân tử, sau đó bị tuần phủ đột kích y quán sau vụ án cống nạp, thậm chí trước đó khi bị bọn cướp bắt làm con tin dưới lầu bảo hương, cũng chưa từng thấy cô lộ ra về hoảng loạn. Nhưng bây giờ, cô đang nhặt những mảnh đất đó, nhặt một cách mất hồn và hoảng loạn. Bùi Vân Ảnh nheo mắt lại, một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu anh nhìn cô gái đang cẩn thận nhặt đất chàng trai ngập ngừng một lúc nói đây là đất mộ trong bức mật thư mà thanh phong gửi đến đã đề cập rằng cả gia đình nhà họ lục đều chết ngoài lục nguyễn được an táng tử tế những người còn lại không có thi thể lục phu nhân chết trong đám cháy lục lão gia bị chết chìm lục khiêm bị hành hình xác bị vứt bỏ ở nghĩa trang hoang vô thi thể bị dã thú gặp nhấm, dù Lục Nguyễn đã được chôn cất, nhưng thân là con gái nhà họ Lục ẩn mình trong bóng tối, Lục Đồng không thể công khai đến viếng mộ. Ánh mắt Bùi Vân Ảnh lướt qua bốn chiếc bình xứ trên mặt đất. Bốn chiếc bình xứ, bốn tấm linh bài không lạ gì khi cô phải thờ một tượng quan âm trong bàn thờ nhỏ trong phòng. Rõ ràng tay nhuốm máu, không tin thần Phật, nhưng lại phải giả vờ thờ quan âm, vì cô không thờ quan âm mà là thờ bài vị của gia đình họ lục lục đồng không trả lời cô cố gắng nhặt những mảnh đất trộn lẫn vào nhau những mảnh đất có lẽ mang theo hơi thở của người thân cô mang về cho tàn từ ngôi nhà cũ ở thường vũ huyện sau trận hỏa hoạn lấy nước sông từ thuyền trên đường đến kinh thành đào lên bùn đen ẩm ướt tại nghĩa trang hoang vu nơi chó dại vây quanh lén lút đến mộ của chị gái không người viếng thăm mang theo một nắm đất vàng cô không tìm thấy những kỳ vật khác của họ chỉ có thể mang những mảnh đất và nước này vào những chiếc bình xứ đặt trong phòng như thể có thể tụ họp với người thân và bây giờ những mảnh đất nước sông lẫn lộn vào nhau bẩn thỉu lộn xộn như nước mắt bị làm bẩn chảy qua kẽ tay cô không thể giữ lại được gì động tác nhặt đất lầy dần chậm lại cho đến khi dừng hẳn cô ngồi bệt trên mặt đất ngơ ngác nhìn mớ hỗn độn trước mắt bỗng hiện ra một hình ảnh mờ ảo. Đó có lẽ là hình ảnh từ rất lâu rồi. Có cha, mẹ, anh chị, trong sân nhỏ mùa hè buổi chiều, cô và anh chị ngồi cùng nhau, nói về một vụ kiện gần đây ở huyện bên. Một vị hào phú chiếm đoạt cô gái trẻ đẹp của gia đình nông dân, quan huyện thẩm vấn vụ án này, vụ kiện truyền khắp huyện thành. Cô bé năm đó cắn quả nho dại được làm lạnh trong giếng, cảm thán, thật đáng ghét, nếu có một ngày cũng có người như hào phú đó hại gia đình chúng ta thì phải làm sao không có chuyện như vậy đâu chị gái đáp nhỡ có thì sao thì đi báo quan chứ sao lục khiêm không cho là đúng tự có luật pháp làm chủ mẹ cười nói đúng vậy chúng ta không kết thù với ai vô duyên vô cớ ai sẽ hại chúng ta cô không hài lòng với câu trả lời này nghĩ một lúc rồi nắm tay nói nếu thật có người muốn hại gia đình chúng ta, thì con sẽ đi báo thù. Phỉ lục khiêm véo má cô, nhóc con, em cao chưa tới bản, còn muốn báo thù. Lấy gì báo thù, lấy ná bắn mà anh mua cho em à? Mọi người cười rộ lên. Những tiếng cười đùa dần xa, trở nên mờ nhạt, cuối cùng hóa thành cảnh tượng đầy bùn đất vàng và giọt nước mắt trên mờ u bàn tay cô. Bùi vân ảnh ngỡ ngàng. Cô lặng lẽ ngồi trên mặt đất, giữa đống bùn lầy như một đóa hoa sắp héo tàn. Cuối cùng anh mở miệng, cô muốn vào Hàn Lâm Y quan viện để đối phó Thái Sư Phu. Anh không phải đã điều tra rõ rồi sao? Tề Ngọc Đài là con trai của Tề Thanh, giết hắn là mộng tường. Phạm Hồng chỉ là một thẩm phán, còn Tề Ngọc Đài là con trai Thái Sư, những người tiếp cận hắn đều bị điều tra kỹ lưỡng. Dùng cùng một phương pháp, Lục Đồng có thể tiếp cận Phạm Hồng, nhưng chưa chắc tiếp cận được tề ngọc đài dù cô có vào hàn lâm y quan viện việc báo thủ cũng rất khó khăn vậy thì sao gia đình chúng ta là người thường mấy mạng người cứ thế mà bỏ qua sao dựa vào cái gì cô cười khổ giọng nói lạnh lùng chỉ có trong mắt các người quý tộc người ta mới phân chia đẳng cấp trong mắt diêm vương chỉ phân chia người sống và người chết giết người đền mạng đó là lẽ trời Thật không biết trời cao đất rộng, Bùi Vân ảnh nhíu mày, chẳng lẽ cô không muốn có công bằng? Công bằng? Lục Đồng ngẩng đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng dưới ánh đèn mờ, hiện lên một sự trong suốt đáng kinh ngạc, khiến cô trông quyết tuyệt lại bướng bỉnh. Giống như lúc bị đẩy ngã và bị thương, cô không kêu đau mà ngay lập tức xông lên lần nữa, cũng như trong tình cảnh bị trói buộc này, cô không hề tỏ ra yếu đuối. Chỉ là lạnh lùng nhìn người trước mắt, lục đồng nói anh rất rõ ràng dù vụ án này có giao cho đại lý tự cũng sẽ không có gì khác cô nhớ lại vụ án năm xưa ở huyện thường vũ vụ án đó rất đơn giản người sáng suốt đều thấy rõ sự thật là gì nhưng cuối cùng quan huyện tuyên bố hào phú vô tội cô gái bị ô nhục mang dao đi ám sát hào phú thì bị đánh chết cha già của cô cuối cùng treo cổ trên mộ con gái lục đồng nắm chặt tay móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay cô tuyệt đối không muốn làm con cừu non để người ta xẻ thịt hắn là con trai thái sư có rất nhiều con dê thế mạng thay hắn tiếp bước dù có thực sự bị kết tội cũng chỉ làm hình thức bên trong vẫn là người nhà của nhau hắn sẽ không chết chân tướng không quan trọng rửa sạch oan khuất cho gia đình tôi cũng không quan trọng chỉ cần họ còn sống công bằng sẽ không bao giờ đến công bằng cô cười lạnh một tiếng giọng điệu mang chút cố chấp đến cùng đường tôi nói cho anh biết công bằng là gì tề ngọc đài giết chị tôi tôi giết tề ngọc đài một mạng đổi một mạng đó mới là công bằng tôi không cần giúp đỡ tôi tự mình có thể tìm thấy công bằng bùi vân ảnh nhìn cô cô ngồi quỳ trên đất giọng nói bình tĩnh mang chút nghẹn ngào cố nén anh rất rõ tiếng nghẹn ngào này không phải vì bí mật của cô bị phát hiện cũng không phải vì tình cảnh vô lực hiện tại mà là vì những người trong đống đất mộ này lục đồng cúi đầu trong hộp thuốc của cô vẫn còn chiếc nhẫn bạc bị gì chỉ cần lấy ra có lẽ sẽ nhận được chút thương cảm từ bùi vân ảnh nhưng thương cảm luôn không kéo dài anh đã biết hết mọi bí mật tương lai sẽ là bạn hay thù chưa rõ chỉ có người chết mới không thể tiết lộ bí mật cô có thể nhân lúc lấy chiếc nhẫn bạc giảm cảnh giác của anh hoặc bỏ thuốc vào trà của anh hoặc dùng kim độc đâm vào huyệt kiên tình của anh trong phòng này khắp nơi đều giấu độc dược trong tay áo của cô có một nắm bột độc có thể dùng để làm mù mắt anh từ xa xa tiếng cười nói và pháo nổ vang lên theo gió vọng vào trong sân nhỏ lục đồng nhìn chiếc đồng hồ cát trên bàn sắp đến giờ tí a thành nói để mừng lễ hội đêm nay đức xuân đài sẽ bắn pháo hoa trên rèm cửa in bóng cành mai ngoài cửa sổ trăng sáng đã lên trên đầu cành. Đêm giao thừa ở Kinh Thành, người dân và quý tộc sẽ cùng chia sẻ cảnh đẹp rực rỡ. Tích, tích, là tiếng nước nhỏ giọt từ đồng hồ cát. Rất nhanh, sắp đến giờ tí rồi. Ngón tay đã chạm đến nắm bột độc trong tay áo, cô đang từ từ mở gói thuốc, đầu ngón tay chạm đến lớp bột mịn, màu xám. Đột nhiên, một chiếc khăn tay thêu chim ưng được đưa đến trước mặt cô bàn tay của lục đồng trong tay áo khựng lại. Bùm! Đúng lúc đó, pháo hoa từ Đức Xuân Đài xa xa bùng nổ, ánh sáng rực rỡ tỏa khắp bầu trời kinh thành, như hàng vạn ngọn đèn thắp sáng cả bầu trời, trong một khoảnh khắc, ánh sáng lung linh, ngũ sắc rực rỡ. Sân nhỏ cũng sáng bừng trong giây lát. Lục đồng nhíu mắt vì ánh sáng trói lóa. Giờ tí, đêm giao thừa, pháo hoa trên đài xuân. Đây đã là một năm mới. Cô ngơ ngác ngẩng đầu. Bùi vân ảnh đứng trước mặt cô, ánh sáng pháo hoa ngoài sân chiếu dọi gương mặt đẹp đẽ của anh, làm tan đi phần nào sự sắc bén và lạnh lùng, khiến anh trông sáng sủa và dịu dàng hơn. Chàng trai cúi người, đưa chiếc khăn tay lại gần hơn, ra hiệu cho lục đồng băng bó món tay đang chảy máu của mình. Lao đi, anh quay mặt đi, giọng bình thản. Tôi đã bị cô thuyết phục rồi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 124, món quà sinh nhật. Khói pháo hoa qua mắt, như hoa như gấm. Những chùm hoa rực rỡ sắc màu từ chân trời xa xăm bừng nở, đổ những tia hoa sáng rực xuống nhân gian. Bóng dáng anh ta ẩn hiện trong ánh lửa rực rỡ, khi sáng khi tối, ánh sáng và bóng tối đan xen, không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ta. Chỉ có thể thấy rõ chiếc khăn lụa trước mắt. Chiếc khăn lụa đó màu trắng ngà, Hoa văn thiêu bằng chỉ bạc, nhìn kỹ là một con đại bàng dũng mãnh. Tay anh ta cầm chiếc khăn lụa, khớp xương rõ ràng, dài và sạch sẽ, chẳng giống như vừa rồi khi anh ta cầm dao đầy sát khí. Lục Đồng không nhận chiếc khăn của anh ta. Chờ mãi không thấy cô phản ứng, Bùi Vân ảnh nghiêng đầu, nhìn cô một cái, nhét chiếc khăn vào tay cô. "Cầm đi, Lục đại phu, tôi không có hứng thú lừa cô." Lục Đồng cúi đầu, Vết thương trên ngón tay chạm vào lớp vải mềm mại, máu tươi lẫn với bùn đất ngay lập tức làm bẩn cả chiếc khăn. Còn đại bàng giang cánh bay bị vò nát trở nên nhăn nheo và thê thảm trông có phần đáng thương. Trong ánh sáng mờ ảo của đêm, Bùi Vân Anh quỳ một hối xuống nhặt những mảnh vỡ của các bình gốm bị vỡ rơi đầy đất. Anh làm gì vậy? Lục Đồng cảnh giác hỏi. Lục Đại Phu, anh ta nhắc nhở ánh mắt của cô bây giờ dường như người vừa mới muốn giết người diệt khẩu là tôi lục đồng nhất thời cứng họng những mảnh gốm vỡ được bùi vân ảnh nhặt lên từng mảnh và đặt sang một bên anh ta lại cúi xuống nhặt những mảnh bùn đất trên mặt đất bùn đất rơi vãi khắp nơi trộn lẫn vào nhau không phân biệt được bình nào với bình nào anh ta nhặt được vài mảnh sắc mặt dần trở nên trầm lặng một lúc sau anh ta nói xin lỗi lục đồng không nói gì Cô không thể công khai lập bàn thờ vì sợ bại lộ, đành phải mang những mảnh đất mộ và nước sông này từ xa xôi về y quán để thờ cúng. Không có bàn thờ, không có mộ phần, cô chỉ có thể lấy cớ thờ tượng Quan Âm mặc áo trắng, hàng ngày thắp hương đèn dầu, đến dịp lễ Tết cúng tế. Đó là tất cả những gì cô có thể làm. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều tan vỡ, hóa thành hư không. Bên cạnh truyền đến giọng nói của chàng trai trẻ, nếu cô cần Tôi sẽ giúp cô tìm lại." Tìm lại?" Anh ta nói với giọng điệu bình thản và tự nhiên như vậy, khiến Lục Đồng không kìm được ngước mắt nhìn anh ta. Chàng trai trẻ vẫn quỳ một gối trên mặt đất, áo choàng chạm đất đã nhuốm bẩn nhưng anh ta không để ý. Khuôn mặt điển trai của anh ta được ánh sáng pháo hoa ngoài cửa sổ chiếu rọi, mơ ảo và dịu dàng, khi cúi đầu nhặt những mảnh bùn, hàng mi dài khẽ chớp, biểu cảm vô cùng nghiêm túc anh ta như một thanh đao, một thanh đao mạnh mẽ và đẹp đẽ, nhưng vào những khoảnh khắc nhất định, lại khiến người ta quên đi sự sắc bén của nó, bị mê hoặc bởi ánh sáng lấp lánh của thanh đao bạc đó. Lục Đồng thu ánh mắt, lặng lẽ giấu bột độc trong tay áo, hỏi, "Đại tướng quân thực sự muốn làm gì?" Cô không hiểu sự thân thiện bất ngờ của Bùi Vân Ảnh, thời gian qua ngắn, cô không thể phân định rõ sự xin lỗi của anh ta bao nhiêu phần là giả bao nhiêu phần là thật. Cô không hiểu người trước mặt này thực sự muốn làm gì. Bùi Vân ảnh nhặt mảnh đất cuối cùng, đặt vào một mảnh gốm chưa vỡ hoàn toàn, sau đó đứng lên. Tim lục đồng khẽ đồng. Anh ta định, không truy cứu. Lục đồng nhìn chằm chằm anh ta, tôi tưởng đại tướng quân đêm nay đến là để hỏi tôi. Rõ ràng là có chuẩn bị, lục đồng thấy rất rõ, khi anh ta cầm tờ giấy viết đầy tên tuổi chất vấn cô, xung quanh anh ta toát ra sự lạnh lẽo và sát khí không phải là ảo giác anh ta rõ ràng là đến bắt cô bùi vân ảnh cười cười đưa tay đẩy cánh cửa sổ bên bàn ra ánh sáng rực rỡ của pháo hoa càng lớn hơn chiếu sáng cả căn phòng nhỏ anh ta nhìn lên bầu trời xa xăm pháo hoa rực rỡ nói ban đầu là vậy nhưng đêm nay là đêm giao thừa mà lục đồng ngẩn người đêm giao thừa mà bắt người anh ta quay đầu cười nhìn lục đồng tôi cũng không phải người không biết tình người lục đồng nhìn anh ta cố gắng phân định thật giả trong lời nói của anh ta như thể nhìn thấu sự nghi ngờ trong lòng cô bùi vân ảnh liếc nhìn cô một cái không tin tôi không thật không anh ta nghiêng đầu không phải lại viết tên tôi sau lưng đấy chứ lục đồng thật lòng mà nói cô không phải không tin bùi vân ảnh nhưng thực sự không nhiều lòng người dễ thay đổi có thể vừa rồi bùi vân ảnh trong khoảnh khắc nào đó động lòng chắc ẩn nhưng anh ta là chỉ huy của đội cận vệ trước điện là thế tử của phủ chiêu ninh công bình tĩnh lại chưa chắc sẽ không thay đổi đừng nghĩ lung tung dù cô có thể giết tôi chỉ cần dính máu tôi chi tử sẽ đến ngay đừng nói đến việc chôn tôi trong sân giọng anh ta nhẹ nhàng như thể không phải nói về việc giết người chôn xác mà là giấu một món ăn vặt anh ta cúi xuống nhặt tờ giấy viết đầy tên tuổi bị gió kiếm thổi rơi xuống đất. Tờ giấy mỏng manh như một chiếc lá rơi nhẹ nhàng vào ngọn lửa trên đèn dầu, vết đen lập tức hóa thành cho tàn. Thật sự không định giao cho đại lý tử, anh ta lại đề nghị lần nữa. Tim lục đồng vừa mới thả lỏng lại căng thẳng ngay, lạnh lùng nói, không. Tôi không muốn nghe họ giả vờ xin lỗi. Sự công bằng mà hiện tại luật pháp có thể đem lại, thực sự quá nhỏ bé tội chết có thể thành tội sống tội sống dần thành vô tội dù sự thật có sáng tỏ lục đồng cũng không tin phủ thái sư sẽ để tề ngọc đài một mạng đền một mạng chỉ là trên mặt chịu chút trừng phạt không đau không ngứa bồi thường cô ít bạc có lẽ còn sẽ giả vờ khóc lóc trước cửa nhà cô thành tâm hối cải thật khiến người ta ghê tởm bùi vân ảnh suy nghĩ một chút nhìn cô lục đồng đứng giữa đống bừa bộn váy áo dính đầy bùn đất Tóc bím bị xóa ra trong lúc rằng co với anh ta, cô liền tháo dây lụa, mái tóc đen như thác đổ xuống, làm nổi bật đôi vai mảnh mai. Một cô gái yếu đuối, muốn đối phó với công tử cao cao tại thượng của phủ thái sư, chẳng khác nào châu chấu đá xe, tự chuốc lấy diệt vong. Nhưng Lục Đồng tuyệt đối không yếu đuối như vẻ bề ngoài, nhiều người đã chết dưới tay cô, như vừa rồi trong phòng, khi cô đến gần nói khẽ, ánh mắt lưu chuyển nếu không phải trực giác về nguy hiểm khiến anh ta rốt đau, thì bây giờ, anh ta đã trở thành một nắm đất tươi mới dưới gốc cây mai rồi. Anh ta hoàn toàn tin tưởng, tên Bùi Vân Ảnh xuất hiện trên tờ giấy đó, vì nếu anh ta ngăn cản con đường báo thù của cô, sẽ trở thành kẻ thù tiếp theo của cô. Như Lưu Khôn, như Phạm Chính Liêm, như Kha Thừa Hưng bị cô lặng lẽ loại bỏ. Cô tuyệt đối không phải kẻ yếu. Bùi Vân Ảnh bỗng nói, Lục Tam cô nương. Danh xưng này khiến Lục Đồng ngẩn ra, gì cơ? Tối nay tôi chưa từng đến, cô cũng chưa từng gặp tôi. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu như ẩn chứa một lời cảnh cáo, sau này tôi sẽ không bao che cho cô. Đây là muốn phân rõ ranh giới, ngụ ý rằng sau này nếu cô bị bại lộ trên con đường báo thù, Bùi Vân Ảnh sẽ không nể tình xưa mà bỏ qua cho cô. Lục Đồng cười nhạt, đại tướng quân có thể lùi một bước. Tôi đã rất cảm kích rồi. Câu này không phải nói dối. Cô tưởng rằng tối nay, giữa cô và Bùi Vân Ảnh nhất định sẽ có một người chết, nói đúng hơn có thể cả hai cùng chết. Nhưng như vậy, sáng mai khi ngân tranh tỉnh dậy, mở cửa vào phòng nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc này chắc sẽ sợ đến mất xỉu, mà y quán nhân tâm mang tiếng là nơi hung sát, tổ nghiệp mà Đỗ Trường Khanh khổ công xây dựng lại rơi vào cảnh lụt bài. Cô nghĩ đến những điều không đâu vào đâu này, có vẻ chính cô cũng thấy thật nực cười, không kìm được bật cười. Ngoài sân pháo hoa chiếu lên mặt cô, nụ cười đó lại có chút động lòng người. Bùi Vân Ảnh cũng nhìn thấy nụ cười đó. Anh ta nhìn cô thật sâu, cô muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thay đổi ý định, cuối cùng hạ mi mắt, giọng điệu khó hiểu, "Thôi, tự lo liệu đi." Lục Đồng quay đầu lại, anh ta đã thu đao vào vỏ, đẩy cửa bước ra ngoài. Lục Đồng ngẩn người, Cúi đầu, bỗng nhìn thấy trong tay mình vẫn còn chiếc khăn tay của Bùi Vân Ảnh. Trên đó còn đại bàng bạc nhăn nheo cuộn lại, máu nhuốm đỏ đôi cánh đại bàng. Cô định gọi Bùi Vân Ảnh để trả khăn thì thấy người vừa ra sân bỗng khựng lại, dường như nhớ ra điều gì, quay đầu bước tới. Lục Đồng bất giác siết chặt bột độc trong tay áo. Không lẽ chỉ trong vài bước chân này, Bùi Vân Ảnh lại đổi ý, đàn ông khó đoán lòng chắc ẩn của quý tộc không thể tin không gì quan trọng hơn con đường thăng tiến của họ nếu anh ta muốn đến gần cô sẽ thừa cơ làm mù mắt anh ta rồi giết anh ta Bùi Vân ảnh đứng trước mặt cô lục đồng cảnh giác áo choàng màu tử đàn dưới ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ như phủ lên một lớp ánh sáng đôi mày anh ta cũng được chiếu rọi thành sáng sủa thâm sâu khó lường nhìn cô một cách trầm lặng một lát sau anh ta lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gỗ, đặt lên bàn. Chiếc hộp gỗ chắc chỉ dài bằng bàn tay, được làm rất tinh xảo, nắp hộp khắc hình mã cô dâng thọ đẹp mắt. Lục đồng không biết đó là gì, do dự ngước mắt nhìn anh ta. Bùi vân ảnh xoa chán, nhắc nhở giờ tí đã qua, sang ngày mùng một rồi. Lục đồng có chút mơ hồ, không hiểu anh ta nói gì. Bùi vân ảnh nhìn cô một lúc, thở dài, như thể cuối cùng chấp nhận rằng cô thực sự không nhớ ra ném chiếc hộp gỗ vào lòng cô bỗng cười mồng một rồi anh ta nhấn mạnh lần nữa lục tam cô nương quả sinh nhật pháo hoa vẫn tiếp tục trên tường thành cũ kỹ ở tây nhai những viên gạch xám cũ kỹ được ánh sáng rực rỡ chiếu rọi năm màu rực rỡ khi bùi vân ảnh rời khỏi y quán niềm vui ở đức xuân đài vẫn chưa ngừng từ xa thỉnh thoảng vang lên tiếng cười của trẻ con pháo hoa ở đức xuân đài sẽ kéo dài đến nửa đêm người dân bình thường ngày thường không được thấy cảnh đẹp đêm nay nhất định phải xem cho thỏa thích tây nhai không một bóng người đôi giày rẫm trên lớp tuyết mỏng phát ra tiếng xào sạc như hạt muối không giống bùn đất nhầy nhụa bùn đất thấm nước sông mang đầy mùi hương khói hương bước chân bùi vân ảnh dừng lại không xa phía trước con hẻm nhỏ Bên tường có một người đang đứng, ngẩng đầu nhìn pháo hoa ở đức xuân đài phía xa, nghe thấy động tĩnh, người này đứng thẳng dậy quay mặt lại, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng. Anh làm gì ở đây? Bùi Vân Ảnh hỏi Tiêu Trục Phong, đi về phía anh ta. Không phải anh đi y quán nhân tâm bắt người sao? Tiêu Trục Phong nhìn ra sau lưng anh ta, trên con phố dài không một bóng người, chỉ có bóng đèn kéo dài trên mặt tuyết. Người đâu? Bùi Vân Ảnh im lặng chuyện thanh phong đi thường vũ huyện tiêu trục phong cũng biết thân phận của lục đồng mối quan hệ với thái sư phủ không phải bí mật với tiêu trục phong không ra tay được người đàn ông rất hiểu gật đầu định bước qua anh ta tôi đi một bàn tay nắm lấy cánh tay anh ta đứng lại tiêu trục phong quay đầu bùi vân ảnh ngẩng đầu cô ta muốn đối phó thái sư phủ không liên quan gì đến chúng ta nhà họ tề hiện giờ rất có ích, giữ cô ta lại gây rối. Một nữ y sư có thể gây rối gì? Tiêu trục phong nhíu mày, rốt cuộc vì sao anh không ra tay? Pháo hoa rực rỡ chiếu sáng bầu trời đêm kinh thành, ngẩng đầu nhìn xa, lờ mờ có thể thấy một góc mái nhà của Đức Xuân Đài ở phía tây bắc. Chàng trai cúi đầu, cười nhẹ không nói gì. Nợ nhân tình cuối cùng cũng phải trả chứ, cô ta đã cứu chị gái và bảo châu của tôi ơn tình hay là nợ tình? Bùi vân ảnh chập một tiếng, tôi là người bị nhan sắc làm mê muội sao? Anh khen cô ta đẹp rồi, tiêu trục phong bình tĩnh chỉ trích. Bùi vân ảnh, tiêu trục phong mặt mày khó chịu, hiện nay điện hạ đang ở thời điểm quan trọng, nếu bị thầy biết. Bùi vân ảnh nhìn anh ta cười, anh em tốt. Tiêu trục phong nhìn anh ta một lúc, tránh sang một bên đi qua, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu chỉ giúp anh giấu một lần này thôi cảm ơn giọng nói lại trở nên vui vẻ tiêu trục phong đi rồi trong hẻm chỉ còn lại bùi vân ảnh một mình tiếng pháo hoa vẫn tiếp tục dường như có tiếng cười đùa vọng theo gió nụ cười trên khuôn mặt chàng trai trẻ dần tan biến biểu cảm trở nên bình tĩnh tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo của con hẻm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm xa xăm những sắc màu rực rỡ từ giữa màn đêm bùng nổ hóa thành vô số ngôi sao lấp lánh, trói sáng rồi nhanh chóng biến mất, như những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mờ u bàn tay cô gái. Rất nhanh bị bóng tối nuốt chừng. Anh nhớ lại trong y quán chật hẹp, những mảnh tượng quan âm vỡ nát đầy đất, hoa quả và hương khói lăn lóc, bùn đất và nước sông, máu và danh sách. Cô gái ngồi trong bóng tối, ngừng đầu lên, để máu nhỏ giọt từng giọt từ kẽ ngón tay. Tôi nói cho anh biết thế nào là công bằng tề ngọc đài giết chị tôi tôi giết tề ngọc đài một mạng đền một mạng đó mới gọi là công bằng tôi không cần giúp đỡ tôi tự mình tìm được công bằng cô rõ ràng là một người phụ nữ máu lạnh giết người không chớp mắt tâm cơ thâm trầm nhưng anh rất rõ cô tuyệt đối không giống như vẻ ngoài yếu đuối nhưng trong khoảnh khắc đó anh vẫn không kìm lòng mà động lòng chắc ẩn với cô dường như có hình ảnh lộn xộn hiện lên trong tâm trí anh là giọng nói của ai trong môi đền rộng lớn vang vọng, non nớt, đau đớn, xen lẫn với sự phẫn nộ khó kiềm chế. Không có nhà họ bùi, không có danh hiệu thế tử của phủ chiêu ninh công, tôi vẫn có thể báo thù. Chàng trai lạnh lùng nói, đường còn dài, chúng ta cứ đi rồi sẽ thấy. Bùi vân ảnh nhắm mắt lại. Tất cả những âm thanh ồn ào rối loạn ngay lập tức tan biến, trước mắt chỉ còn lại con phố dài lạnh lẽo, tuyết trắng phủ khắp gió lạnh vẫn rít qua da, pháo hoa trên trời ấm áp rực rỡ. Bình minh của ngày đầu năm mới, có người đóng cửa sưởi ấm, có người nằm lạnh trong đền cổ, có người đoàn tụ gia đình, có người cô đơn một mình. Bùi vân ảnh lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm. Những bông hoa bạc trói mắt phản chiếu trong đôi mắt anh, trong mắt anh vỡ thành vô số vì sao sáng ngời. Cùng dưới một bầu trời đầy pháo hoa ở kinh thành, tiếng cười và nước mắt của mỗi người không bao giờ giống nhau. Như lúc giờ tí, vô số gia đình mừng giây phút rực rỡ như mưa sao băng đó, còn anh trong đống bùn đất mộ bị một giọt nước mắt làm cho xúc động. Chương 125, lễ hội đèn lồng. Sau đêm giao thừa, vào ngày đầu tiên của năm mới, y quán Nhân Tâm lại tiếp tục mở cửa sau khi đã đốt pháo mừng năm mới. Các cửa hàng khác ở Tây Nhai đều đóng cửa nghỉ ngơi, nhưng y quán thì không thể. Trong tháng riêng, mỗi nhà có người đau đầu, cảm cúm đều cần đến y quán để khám bệnh và lấy thuốc. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân giảm đi nhiều so với thường ngày, nên quán khá vắng vẻ. Ngân tranh sau khi uống say vào đêm giao thừa, sáng hôm sau tỉnh dậy và bước vào phòng của lục đồng thì phát hiện bức tượng quan âm áo trắng trên kệ Phật đã biến mất. Khi hỏi lục đồng, cô chỉ nói rằng tượng đã bị vỡ, khiến ngân tranh rất lo lắng một lúc. Không hiểu sao, tượng quan âm lại vỡ vào đêm giao thừa, đây không phải là điềm lành, có thể là để ngăn chặn một tai họa nào đó. Sau này cô hãy cùng tôi đến chùa để thắp vài nén nhang và mời một tượng quan âm mới về. Đỗ Trường Khanh nghe thấy lời của Ngân Tranh, lập tức nhìn chằm chằm vào lục đồng, đúng vậy, chúng ta cũng nên cung bái văn xương đế quân, vào kỳ thi mùa xuân sắp tới, cầu mong ngài sẽ bùi hộ cho cô. Tháp nhang cung bái làm gì, Miêu Lương Phương tỏ ra khinh thường, tôi khi xưa chẳng thắp nhang cúng bái gì cả nhưng vẫn đỗ đạt vượt qua những kẻ công tử bột của thái y viện chẳng phải vậy sao vì thế ông bị đuổi ra ngoài ông miêu con người vẫn cần có lòng tôn kính đỗ trường khanh khuyên nhủ a thành thì thầm nói cứ như thể người lén thả cá sống rồi nướng lên ăn không phải là ông chủ vậy câm miệng lục đồng vừa nghe bọn họ cười nói vừa lật dở y thư mà Miêu Lương Phương đã biên soạn cho cô. Kỳ thi mùa xuân sắp đến gần, tranh thủ những ngày này y quán không có nhiều bệnh nhân, cô càng ngày càng chú tâm đọc sách hơn trước. Ngân tranh mang khăn đã giặt ra phơi ngoài sân, không lâu sau lại vén rèm bước vào, hỏi Lục Đồng, cô ơi, chiếc khăn này dường như tôi chưa thấy bao giờ. Lục Đồng ngẩng lên nhìn và không khỏi ngạc nhiên. Ngân tranh cầm trong tay chiếc khăn lụa màu trắng, trên đó thiêu hình con đại bàng uy phong lẫm liệt, nhưng do dính máu từ trước nên không thể giặt sạch hoàn toàn, vẫn còn lại một vết màu hồng nhạt. Đây là chiếc khăn mà Bùi Vân Ảnh đã đưa cho cô vào đêm giao thừa. Ngân tranh nhìn kỹ chiếc khăn, chất liệu tốt, màu sắc cũng thanh nhã, chỉ có điều hình thiêu quá cứng nhắc, lại dính bẩn, nếu không có thể thiêu thành hoa lụa để cô cài lên tóc thì thật tuyệt. Lục đồng suýt bị sặc nước trà nếu thật sự biến chiếc khăn của bùi vân ảnh thành hoa lụa cài lên tóc không biết anh ta sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy đỗ trường khanh nghe vậy nhìn lục đồng nói mới nhớ lục đại phu mỗi tháng tôi đều trả lương cho cô đúng hạn cô cũng nên mua thêm chút trang sức cho mình đừng mãi cài những bông hoa không đáng giá lên đầu đến tết rồi mà vẫn trang phục đơn giản như vậy người ngoài nhìn vào không biết chừng lại nghĩ y quán chúng ta có tang những ngày này có hội đèn lồng ở cảnh Đức Môn, đến tận đêm 18 mới kết thúc, ở khắp nơi đều bán đèn lồng và hoa tuyết. Cô cũng nên mua chút để cài lên tóc, thật tình mà nói, những bông hoa cô cài lên đầu tôi đã thấy chán rồi, cô không chán sao? Lục đồng vốn không để tâm lời hắn nói, nhưng khi nghe đến từ hoa tuyết thì dừng lại. Hoa tuyết, trong măn kéo phòng cô vẫn còn đôi cài tóc hình bướm vàng. Lục Đồng vẫn chưa hiểu rõ đêm đó Bùi Vân Ảnh tại sao lại quay lại, tặng cô đôi cài tóc hình bướm vàng, gọi đó là quà sinh nhật. Tất nhiên, cô không tự tin nghĩ rằng đó là quà đặc biệt mà Bùi Vân Ảnh mua cho cô. Có lẽ anh ta đã mua để tặng ai đó, nhưng lại đổi ý và giao cho cô. Có lẽ anh ta thấy thương hại cô, kích thích chốt lòng chắc ẩn của anh ta. Lục Đồng đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng A thành hô lên đầy hứng khởi hay chúng ta tối nay cùng đi xem hội đèn lồng đi năm ngoái lục đại phu mới đến kinh thành khi đó hội đèn lồng đã kết thúc năm nay đúng dịp chúng ta cùng đi xem cho vui ngân tranh nghe vậy cũng tỏ ra háo hức khẽ chạm vào tay miêu lương phương ờ đúng vậy miêu lương phương hiểu ý ngay lục đại phu hàng ngày đều chăm chỉ ở y quán nên ra ngoài thư giãn chút lời này thực lòng miêu lương phương đã từng trải qua kỳ thi mùa xuân khi xưa cũng đã rất nỗ lực nhưng so với lục đồng thì vẫn cảm thấy mình còn kém xa mỗi ngày khi ông về nhà lục đồng vẫn đang miệt mài học sáng sớm khi ông đến y quán lục đồng vẫn đang chăm chỉ ngân tranh còn lén nói với ông rằng lục đồng thức khuya học đến quá nửa đêm miêu lương phương lo rằng nếu lục đồng cứ tiếp tục như vậy chưa đến kỳ thi sức khỏe của cô sẽ suy sụp su. vẫn là phải giữ sức khỏe ông miêu nói đúng Đỗ Trường Khanh đồng tình, ông Ngô ở hàng cá trước đây còn nhắn nhủ cô đừng mãi ra mình ở nhà đọc sách. "Nào, hôm nay ông chủ quyết định, cùng đi xem đèn ở cảnh Đức Môn." Mặc dù nói vậy, Đỗ Trường Khanh vẫn nhìn Lục Đồng, trong khi những người khác cũng thầm theo dõi biểu hiện của cô. Lục Đồng vuốt ve trang sách trước mặt. Kể từ ngày đầu năm, cô chưa ra khỏi y quán. Thật ra, cô không hứng thú với đèn lồng, nhưng không xa đó A Thành nằm trên quầy, lộ ra nửa đầu đội mũ hình con hổ, đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn cô. Lục Đồng rời mắt khỏi cậu, đóng sách lại, nói, tôi sẽ đi. Ngày 15 tháng riêng, lễ hội đèn lồng, nhà nhà thắp đèn. Trong triều đại lương, có tục lệ Tam Nguyên Quan Đăng. Tam Nguyên Quan Đăng là lễ hội đèn lồng vào ngày rằm tháng riêng, Thượng Nguyên, ngày rằm tháng 7, Trung Nguyên, và ngày rằm tháng 10, Hạ Nguyên. Người dân ngoài việc ngắm đèn còn ăn bánh trôi, đố đèn, đốt pháo hoa, cúng cửa để mừng lễ. Phủ chiêu ninh công, đêm nay cũng náo nhiệt. Trong phòng ăn, một người đàn ông mặc áo dài xanh đen, mặc dù đã trung niên nhưng dáng vẻ vẫn anh tuấn, phong lưu, đôi mắt tỏa ra vẻ uy nghi, khiến người khác dễ mến. Người đàn ông này là chiêu ninh công bùi địch. Ngồi bên cạnh là phu nhân Giang Uyển, đẹp đẽ, ôn nhu trên tay bế đứa con trai ba bốn tuổi cười nói với người đàn ông chàng ơi đêm nay có hội đèn lồng ở cảnh đức môn lát nữa chúng ta bế thụy nhi đi xem đèn nhé người nói là phu nhân chiêu ninh công giang uyển ngoài phu nhân bùi địch còn có ba thê thiếp trong số đó chỉ có một người thiếp tên là mai sinh ra con trai là bùi vân tiêu kém bùi vân ảnh một tuổi bùi vân ảnh và bùi vân thư là con của phu nhân trước của bùi địch sau khi phu nhân qua đời ông cưới giang uyển sau này giang uyển sinh ra bùi vân thụy năm nay mới bốn tuổi chưa kịp nghe bùi địch trả lời bùi vân thụy trong lòng giang uyển đã reo lên gọi anh cả phải gọi anh cả đi cùng chúng ta giang uyển hoảng sợ vội vàng nắm chặt con nhưng mai thiếp mồi bên lại bật cười tam thiếu gia thế tử bận rộn lắm làm sao có thời gian đi xem đèn để nhị thiếu gia đi cùng nhé Mai Thiếp sắc đẹp lộng lẫy, là mỹ nhân mà đồng liêu tặng cho chiêu ninh công. Vì vậy Mai Thiếp được tôn trọng, lại sinh ra Bùi Vân Tiêu, nên địa vị cao hơn hẳn hai thế thiếp khác. Bùi Vân Tiêu năm nay 20, cũng anh Tuấn, đa phần thừa hưởng vẻ đẹp của Bùi Địch, tính cách lại ôn hòa, thường được khen ngợi. Dưới một mái nhà, những đứa con cùng tuổi và cùng tài năng thường bị đem ra so sánh đặc biệt là khi một trong số đó có mối quan hệ phức tạp với gia đình bùi vân tiêu dường như không nghe thấy lời của mai thiếp tiếp tục ăn uống bùi vân thư ngồi bên cạnh giang uyển nghe vậy nhíu mày nhìn mai thiếp với ánh mắt giận dữ ai cũng biết mối quan hệ căng thẳng giữa bùi vân ảnh và bùi địch trong tháng riêng bùi vân ảnh phải về nhà thắp hương cho mẹ nên hiếm khi trở về phần lớn thời gian anh làm việc trong cung trừ việc thắp hương cho mẹ anh chưa bao giờ chủ động bước vào nhà. Bùi Vân Thư cũng không muốn trở về, nên cố gắng ở lại căn nhà của mình trước khi xuất giá. Nếu không phải đêm nay là ngày 15, Bùi Địch muốn mọi người cùng ăn cơm, cô cũng không muốn đến đây để thấy cảnh gia đình hòa thuận giả tạo này. Bùi Địch không nói gì, chỉ liếc nhìn Mai Thiếp, cô hoảng sợ, lập tức im lặng, cúi đầu không dám nói tiếp. Bùi Vân Thư cảm thấy bực bội vô cớ, vội vàng ăn xong rồi nói, tôi đi xem Bảo Châu, rồi rời bàn tiệc. Ra khỏi sảnh, gió lạnh bên ngoài làm cô bớt đi phần nào cảm giác bức bối trong bữa tiệc. Phu nhân, Phương Tư nhẹ nhàng nói, sau này nếu không cần thiết, đừng dùng bữa cùng họ. Ngay cả tỷ nữ bên cạnh cô cũng nhận ra sự giả dối trong gia đình họ bùi, huống chi là người khác. Cô thở dài, không sao, dù sao cũng không ở lại lâu. Cô là con gái đã xuất giá, hơn nữa trước khi xuất giá, từ khi Giang Uyển vào cửa, nhà họ Bùi không còn là nơi cho cô. Sau khi ly hôn với Văn Quận Vương, cô không trở về nhà mà ở trong ngôi nhà mà Bùi Vân Ảnh đã mua. Người phụ nữ ly hôn không về nhà mà mở phủ riêng, điều này ở kinh thành cũng là lần đầu tiên. Nhưng chuyện lạ đã nhiều, cũng không phải là điều bất thường, hơn nữa ngôi nhà còn gần nhà của Bùi Vân Ảnh, tiện lợi cho cô thăm anh nếu không phải vì thắp hương cho mẹ cô cũng không muốn trở về đang suy nghĩ phương tư nhìn lên phía trước và gọi thế tử bùi vân thư ngẩng lên thấy bùi vân ảnh đi từ phía cuối hành lang tới sao anh về rồi bùi vân thư vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đêm nay đổi ca tôi không sao về thắp hương cho mẹ bùi vân thư cười vậy thì tốt tôi sẽ cùng anh đi phòng thờ ở cuối hành lang bên ngoài mới thay bức tranh dán và câu đối, bên trong nến đỏ rực rỡ, thờ phụng tổ tiên nhà họ Bùi. Bùi Vân Thư và Bùi Vân Ảnh bước vào phòng thờ, bên trong không có ai, cô lấy nhang và định thắp hương từ bên phải, nhưng nhìn lại thấy Bùi Vân Ảnh đã thắp hương và đứng trước bàn thờ của mẹ. Anh không có ý định cung bái ai khác ngoài mẹ. Bùi Vân Thư mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói bùi vân ảnh đứng trước bàn thờ mẹ cúi đầu thắp hương anh không nói lời cầu nguyện chỉ lặng lẽ cắm nén nhang vào lư hương trước bàn thờ mẹ rồi lùi lại hai bước nhìn bàn thờ mờ mờ trong làn khói nở một nụ cười bình thường mẹ anh cười nói chúc mừng năm mới bùi vân thư nhìn hành động của anh không kìm được nước mắt quay mặt đi để bình tĩnh lại rồi mới thắp hương cùng anh trong sảnh treo cao bức màn gấm hai anh em đứng một lúc rồi từ từ bước ra ngoài. Bùi Vân Ảnh hỏi, chị địch ở lại đây bao lâu? Hai ngày nữa sẽ đi. Anh không nói gì. Cô cười, đừng lo, tôi và Bảo Châu ở trong căn nhà của tôi, không ai làm phiền, cũng yên tĩnh. Còn anh, nếu không vui thì đừng về, mẹ ở. Cô nhìn lại phòng thờ một cái, tôi sẽ thay anh nói với mẹ. Vừa nói xong, một người đi tới, trời đã tối, người đó dừng lại trước hai anh em mặc áo dài thanh lịch mặt mày ôn hòa đứng dưới ánh đèn lồng treo tường chiếu lên nửa mặt khiến khuôn mặt vốn thanh tú lại có phần lạnh lùng bùi vân thư vội nói cha bùi địch khẽ gật đầu ánh mắt dừng lại trên người bùi vân ảnh sao con về mà không nói giọng điệu tự nhiên dịu dàng như một người cha trách con về muộn trong lời nói đầy tình cảm bùi vân ảnh không nói gì anh ảnh, Bùi Vân Thư căng thẳng. Cả kinh thành đều biết mối quan hệ căng thẳng giữa Bùi Địch và Bùi Vân Ảnh. Người ngoài chỉ biết Bùi Vân Ảnh tuổi trẻ nổi loạn, luôn đối nghịch với cha, nhưng Bùi Địch lại là người cha hiền hòa, khoan dung. Chỉ có Bùi Vân Thư biết, sự thật không phải như vậy. Chỉ, Bùi Vân Ảnh cười nói với cô, Bảo Châu còn đang đợi chỉ, mau về với cô ấy đi. Anh, cô vẫn lo lắng, nhưng ánh mắt của Bùi Vân Ảnh kiên quyết, cuối cùng cô phải nhường bước, chỉ để lại một cái nhìn dặn dò rồi rời đi. Dưới mái hiên treo những đèn lồng màu hoa, rực rỡ và lộng lẫy, chiếu sáng hai người đàn ông đứng dưới, một người trẻ tuổi như con đại bàng, người đàn ông trung niên như hổ, cha con máu mù nhưng lại bị chia cắt bởi một chiếc đèn lồng, ánh sáng chia đôi ranh giới. Ranh giới rõ ràng, gió bắt đầu thổi, bùi địch lên tiếng, giọng nói vẫn dịu dàng, nghe nói nhà họ Tề tìm con rồi. Người trẻ tuổi chỉ cười mà không nói. Tề gia là người của thái tử. Bùi Vân ảnh ồ một tiếng, mỉm cười, nhưng con không có ý định lên thuyền. Bùi địch im lặng nhìn người trước mặt, người thanh niên cao lớn, đứng cao hơn ông một cái đầu, khi cười môi có một lúm đồng tiền nhỏ, giống mẹ anh. Nhưng ánh mắt anh thì lạnh lùng, như thanh kiếm bạc bên hông tỏa ra sự lạnh lùng dường như không biết từ lúc nào hay là một đêm không nhận ra cậu bé theo bước cha đi xem đèn đã lớn lên bùi địch nhìn anh thật lâu rồi mới lên tiếng nhà họ bùi đứng về phía thái tử vậy thì sao người trẻ tuổi cười nhẹ những gì con làm có hại cho lợi ích của nhà họ bùi cha định làm gì bùi địch không nói hay là lấy đại nghĩa diệt thân giết con như đã giết ngựa của con Ánh mắt Bùi Địch hơi động, Bùi Vân Ảnh đã đứng thẳng. Anh nhìn cha, ánh mắt lạ lẫm như nhìn người xa lạ, giọng nói bình tĩnh. "Con có việc phải làm, không làm phiền cha tận hưởng niềm vui gia đình nữa." Nói xong, anh vượt qua người trước mặt, bước đi. Đèn lồng bị gió thổi lay động, những sợi dây màu sắc tươi đẹp như hoa. Bùi Vân Ảnh rời hành lang, gặp Kỳ Ảnh do Bùi Vân thư cử đến hỏi thăm, "Đại nhân định đi đâu?" Người trẻ dừng lại, nhìn đèn lồng treo dưới mái hiên, cười không để tâm. Hôm nay là ngày rằm tháng riêng, hội đèn lồng thật sôi động. Bỗng nhiên muốn đi cảnh Đức Môn xem đèn. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.